Mỗi một thành phố hay là một tòa nhà ra đời đều gắn liền với quá trình lịch sử hình thành và phát triển của nó. Những gì khoa học không chứng minh được thì đều được gắn cho tâm linh. Số phận long đong của cái tòa nhà Saigon One Tower là một trong những cái ví dụ điển hình như thế. Sau 16 năm kể từ ngày triển khai thì công trình này đã hai lần đắp chiếu vì nhiều những cái lý do khác nhau. Saigon One Tower, một trong những cái tòa nhà cao thứ ba tại Việt Nam thời điểm bấy giờ, thì hiện tại vẫn đang là một trong những cái khối bê tông nằm trơ gan cùng tuế nguyệt. Dự án tọa lạc tại cái vị trí cực kỳ đắc địa bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm ở cái khuôn viên hơn 6.600m², góc hai mặt tiền giữa giao lộ Tô Đức Thắng và đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1. Hiện tại là một trong những cái dự án nằm tai tiếng nhất tại khu vực Hồ Chí Minh hiện nay. Điểm sơ qua về cái lịch sử hình thành của cái dự án Saigon One Tower thì ban đầu dự án này nó nằm ở trong liên danh của công ty cổ phần Saigon One Tower làm chủ đầu tư, bao gồm các cổ đông đó là công ty cổ phần MC, tổng công ty du lịch Sài Gòn, Saigon Tourist, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, công ty chứng khoán Đông Á và công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đây là những cái cổ đông ban đầu đã góp vốn xây dựng cái dự án này từ những năm 2007. Nhưng mà đến nay thì có rất là nhiều những lý do khác nhau nên dự án vẫn còn đang là một trong những khối bê tông. Dự án được thiết kế với 41 tầng nổi và 5 tầng hầm, 3 tầng kỹ thuật. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu đăng ký là 256 triệu USD, tương đương với 5.000 tỷ thời giá năm 2007-2008. Thiết kế công trình cao 185 mét, bao gồm 180 căn hộ và khu văn phòng. Đây được xem là một trong những dự án đình đám và sang trọng bậc nhất thời bấy giờ. Và cái quỹ đất của cái dự án này ngày trước nó nằm ở trong cái vũ trường phi thuyền của chủ sở hữu là câu lạc bộ Nam Cam, ông trùm giang hồ khét tiếng một thời tại Hồ Chí Minh. Tại thời điểm hoạt động của cái vũ trường phi thuyền thì nơi đây đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ đụng độ, ẩu đả của các băng nhóm giang hồ, dẫn đến rất là nhiều những cái mất đáng tiếc đã xảy ra tại khu vực này. Và đây cũng là một trong những cái lý do mà những cái thầy phong thủy, thầy địa lý đã đánh giá chỗ đất này là một trong những cái quỹ đất có cái phong thủy, cái tâm linh cũng như cái long mạch không được tốt. Và cái dự án này thì đã được chủ đầu tư chuyển nhượng lại cho công ty Vạn Thịnh Phát theo hình thức MBA tại năm 2017 với cái mức giá là 7.000 tỷ đồng tại ngân hàng Maritimebank và ngân hàng Đông Á Bank. Nó trở thành một trong những cái khoản nợ xấu, và nó dự án này đã được từng được cái công ty quản lý nợ VMC thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của công ty cổ phần Saigon One Tower. Đến đầu tháng 3 năm 2018 thì VMC đã công bố cái giá đấu giá khởi điểm là 6.110 tỷ nhưng mà cũng không có ai mua, cho nên cái cuộc đấu giá không thành công và VMC đã bàn giao lại tài sản cho phía ngân hàng xử lý nợ xấu. Đến cái giai đoạn 2021 thì công ty cổ phần đầu tư phát triển Vivaland xuất hiện với tư cách quản lý và phát triển dự án. Dự án này cũng được đổi tên thành dự án EFC One Tower Sài Gòn, và dự án này đã được chủ đầu tư xây dựng những cái phần bề kính ở bên ngoài ốp một cái lớp vảy dòng nhìn rất là xa, và dự định bán với cái mức giá trên 1 tỷ đồng trên 1 mét vuông. Và đáng chú ý, đây là một trong những cái công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của tỷ phú Trương Mỹ Lan, mới bị cơ quan điều tra bắt và khởi tố những cái tội đưa hối lộ, tham mô tài sản và cái tội vi phạm cái quy định của quản lý ngân hàng. Đây là một trong những cái dự án còn lâu mới hẹn ngày trở lại.